Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thì loại hình câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ thơ là sân chơi rất bổ ích thiết thực, không chỉ làm giàu thêm đời sống tinh thần cho các thành viên mà xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển, các câu lạc bộ thơ đã có nhiều đóng góp để phát triển phong trào thơ ca nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung. Trong chương trình Văn học nghệ thuật hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn hoạt động của câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Phần sau của chương trình, mục tác giả tác phẩm sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung cuốn sách Những người con của núi Hoàng Liên của tác giả Nguyễn Văn Tông vừa được xuất bản vào cuối tháng 8 vừa qua. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xuất phát từ tình yêu đối với thơ ca và nhu cầu về một sân chơi bổ ích cho người cao tuổi trong phường Cốc Lếu, tháng 5 năm 2009, câu lạc bộ Những người yêu thơ phường Cốc Lếu đã ra đời, sau đó đổi tên thành câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu. Ban đầu, câu lạc bộ tập hợp được 11 thành viên có khả năng sáng tác, say mê đàm đạo thơ văn. Trong quá trình hoạt động, các thành viên tiếp tục vận động những người yêu thích thơ ca trong phường cùng tham gia. Hiện tại, câu lạc bộ có 21 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Người cao nhất đã ngoài 80, người ít tuổi nhất cũng đã gần 60. Mỗi người có một sở trường sáng tác khác nhau, nhưng cùng đoàn kết tạo nên một sân chơi thú vị và bổ ích, đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển. Do điều kiện hoàn cảnh, nên các thành viên câu lạc bộ ít có cơ hội sinh hoạt đông đủ thường xuyên. Mỗi buổi gặp gỡ là cơ hội để các thành viên giới thiệu những bài thơ mới sáng tác, cùng nhau ngâm thơ, đọc thơ, bình thơ và góp ý cho nhau về vần điệu, cấu tứ, từ ngữ để những bài thơ sau tốt hơn bài thơ trước. Thì đón mừng đại hội đảng thành công đất nước theo hùng rạng thanh hồng, tìm thấy nhân tài ra gánh vác giữ gìn thành quả của cha ông. Ngày xuân ấm áp hứng nắng ban mai thoảng ngắm trong kiến tạo công trình thêm rắn chắc đắp vòi nền móng tựa thanh đồng. Thu về phố nhỏ của tôi, hoàng hôn đã chín, lặng trôi cuối trời. Chiều buồn nhẹ bước chơi vơi, bỗng mùi hoa sữa bời bời nèo đi. Giấu trong tán lá xanh rì, theo may ủ kỹ, đến thì dậy hương. Ngọt ngào ướp những yêu thương nồng nàn hoa sữa vấn vương đôi mình. Gặp nhau như giận lâu rồi, đến gần không được không mời khi vui. Công cộng cấm các cuộc vui, có việc khẩn cấp phải cách xa. Cấm cung chỉ ở trong nhà, 5K thực hiện để mà phòng thân. Dịch lan truyền khắp số nhân, cái còn đi lục chẳng cần thương.
Chúng tôi là những người cao tuổi, đã nghỉ hưu lâu rồi. Thế chúng tôi là tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thì với tinh thần là rất là hào hứng và cũng rất là tích cực, sáng tác theo từng cái giai đoạn, từng cái yêu cầu câu lạc bộ đề ra. Thế và chúng tôi sinh hoạt ấy, thì chủ yếu là để cho vui, cho khỏe và cho cái óc của mình nó cũng minh mẫn thêm. Sau 12 năm hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu đã sáng tác được 11 tập thơ với hơn 1.000 bài thơ. Dự kiến tập thơ thứ 12 sẽ được xuất bản vào cuối năm nay. Ngoài ra, một số thành viên trong câu lạc bộ cũng in được tập thơ riêng cho mình. Thơ của câu lạc bộ là thơ viết về Đảng, về Bác Hồ, về quê hương đất nước. Thơ viết về những ký ức một thời lao động, công tác hăng say. Thơ viết từ cảm hứng qua những chuyến đi. Thơ nảy sinh từ niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Thơ sáng tác từ tình cảm gia đình đầm ấm, tình bạn trìu mến thân thương. Thơ suy ngẫm chiêm nghiệm về cuộc đời. Mỗi người một vẻ, ngắn gọn, cô đọng, giạt rào cảm xúc, kết vần lục bát truyền thống hay tự do phóng khoáng tự nhiên. Dù viết về đề tài nào hay thể loại nào thì cũng đều là tình cảm chân thành, là rung động trái tim. Mỗi tập thơ chính là trái ngọt được kết lại sau những trăn trở suy tư để các thành viên có thêm động lực sáng tác, thể hiện thơ, quên đi những lo toan bộn bề của cuộc sống để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Vào câu lạc bộ thơ Cốc Lếu thì từ cái tập thơ thứ 3 mà năm nay là bắt đầu sang đến tập thơ 12. Thì cái làm thơ của tôi ấy, thực ra là tôi làm từ 2001, nhưng mà cho đến cái năm 2017, 18, 19 là 3 năm liền. Tôi ra 3 tập, mỗi tập khoảng 100 bài để tặng bạn bè, là anh em họ hàng làng xóm. Với mong muốn tạo một sân chơi sôi nổi cho các thành viên câu lạc bộ sau một thời gian dài tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, vừa qua, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu đã phát động cuộc thi thơ trong câu lạc bộ với chủ đề chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên. Đến thời điểm hiện tại, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã nhận được 99 bài thơ của 16 thành viên gửi dự thi. Cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào tháng 10 tới. Thông báo đến các hội viên trên nhóm. Đấy, thế và mọi người hào hứng tham gia. Thế và đấy, cho đến ngày hôm nay chưa đến hết hạn nộp đâu, nhưng chúng tôi cũng đã thu được 99 bài. Còn một số anh chị em mà ốm đau và có việc bận là không tham gia thì số đó là khoảng 5 người. Chúng tôi cũng có những khó khăn đấy, tức là các cụ thì phần lớn là yêu thơ nhưng mà tuổi cao quá. Có những cụ như vậy là đã gần 90 rồi, như cụ Lưu Văn Thao. Thế rồi các cụ khác cũng xích soát là 80 đến nơi rồi. Thế các cụ viết tay mà mắt thì kém, cho nên là nhìn chung là chúng tôi là ban tổ chức là phải thu lại, xong là giúp các cụ đánh máy và đi in. Trong quá trình đánh máy rồi cũng đọc các bài thơ cụ ra thì đều là thơ cũng bám sát chủ đề. Nào ca ngợi Đảng, ngợi Đảng đã đi vào cuộc sống của từng khu vực, rồi là ngay cái địa phương mình, trong cái các nét sinh hoạt. Thế rồi là trong cái sự rồi đổi thay của thành phố, của tỉnh. Cuộc thi thơ này thì thực sự là cũng chỉ là trong cái hội câu lạc bộ thơ của phường Cốc Lếu, nó cũng là một cái hình thức là nó nhỏ. Thế nhưng mà để mà phát động được tất cả mọi hội viên trong câu lạc bộ thì tôi thấy là cái này nó cũng làm cho cái tinh thần của toàn thể hội viên, rồi là cái nó nói lên cả được cái sự đoàn kết, cái sự thống nhất của cái tình cảm rất cả mọi người trong hội bộ. Nên là ai làm nhiều, làm ít
thì chúng ta cái đấy chúng ta không kể đến, nhưng mà ta nói ở cái chỗ là khi phát động một cái là tất cả đều rất là hưởng ứng. Qua 12 năm hoạt động tích cực và sôi nổi, câu lạc bộ thơ ca phường Cốc Lếu đã thực sự trở thành điểm sinh hoạt văn hóa bổ ích cho các thành viên nơi đây. Những bài thơ vẫn là sự mộc mạc tự nhiên, có thể là nôm na, nhưng tất cả đều chân thành thực tâm, không tô vẽ màu mè, và là minh chứng một cách sinh động phương châm sống vui sống khỏe cả về thể chất, trí não và tâm hồn của câu lạc bộ thơ ca người cao tuổi phường Cốc Lếu. Ơn trời đưa hạt mưa xuân nở nhành hoa đỏ em cầm trên tay, thu sang gọi gió heo may, bước trên cổng mới mà say nao lòng, thuyền ai mát mái xuôi dòng, nhắn người ở cuối sông Hồng khó hay, giá mà gói được chiều nay về nơi em nhận tặng thay món quà. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Nguyễn Văn Tông, sinh năm 1950, là người con của quê hương Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, lên Lào Cai lập nghiệp. Với niềm đam mê và dành cho văn chương, một tình yêu đặc biệt, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ở các thể loại thơ, ký, truyện ngắn, giới thiệu tác giả tác phẩm, phê bình văn học và đã đạt được nhiều giải thưởng về văn học nghệ thuật, báo chí. Gắn bó gần cả cuộc đời và sự nghiệp công tác, sáng tác của mình với Lào Cai, am hiểu về cuộc sống của con người miền núi, nên các tác phẩm của ông đều phản ánh sâu sắc rõ nét về sự phát triển kinh tế xã hội và nhân cách tâm hồn con người của tỉnh miền núi biên giới Lào Cai. Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai, mới đây tác giả Nguyễn Văn Tông đã cho ra mắt tập ký Những người con của núi Hoàng Liên. Trong một tác giả tác phẩm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung của tập ký này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Những người con của núi Hoàng Liên là tập sách thứ 13 của tác giả Nguyễn Văn Tông. Trước đó, ông đã xuất bản một khối lượng tác phẩm đáng trân trọng, đó là các tập thơ và trường ca Tâm Tình, Khoảng Riêng, Tình Đời, Dòng Sông Hát Du, Người Lên Ải Bắc, các tập truyện ngắn Nước Mắt Đàn Ông, Dòng Sông Vẫn Chảy, Bến Đợi, Bến Sông Mây, các tập phê bình văn học Những Dấu Ấn Đường Thơ, Tác Phẩm Và Góc Nhìn và tập bút ký Ánh Sáng Rạng Soi Quê Núi. Những người con của núi Hoàng Liên là tập ký thứ 2 của tác giả Nguyễn Văn Tông. Có thể nói đây là một tập ký có nội dung khá đặc biệt, bởi tập ký dành toàn bộ các trang viết để giới thiệu về chân dung các tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lào Cai. Mình rất là quý trọng các anh ấy, bởi vì là những văn nghệ sĩ của Lào Cai ấy, từ viết thơ, viết văn cho đến nhiếp ảnh, mỹ thuật hoặc là âm nhạc, thì các anh ấy đều phải, trước hết là có cái tâm hồn, thứ hai là nặng về tình đất tình người, cái nơi mà các anh đã gắn bó. Cho nên rằng là các anh mới ra được những cái tác phẩm như thế để mà ca ngợi đất nước và con người Lào Cai. Vì thế quý trọng các anh như thế, cho nên là mình đã để tâm viết về các cái anh ấy, các anh các chị văn nghệ sĩ Lào Cai ấy, để làm sao mà vừa đúng với lại cái chân dung của họ. Cái thứ hai nữa là để mà cho tất cả bạn đọc yêu thích văn học nghệ thuật hiểu về họ và càng quý trọng họ hơn. Có thể khẳng định, cho đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Văn Tông là tác giả có nhiều bài viết nhất về đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Bằng ngôn ngữ của mình, ông đã vẽ lên chân dung nhiều hội viên một cách chi tiết, chân thực và gần gũi. Với tác giả Nguyễn Văn Tông, họ đều là những người bạn trong mái nhà chung ấm áp, đầy nghĩa tình Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai. Là những người mà ông đã nhiều lần gặp gỡ, chuyện trò. Những người đầu tiên nhất tôi viết là về nhà văn Mã Lành và nhà văn Bành Vũ Nam. Khi mà những cái tác phẩm của tôi được đăng tải
trên báo Lào Cai, rồi trên tạp chí và trong các một số sách thì lại càng thôi thúc tôi viết. Thì tôi bắt đầu đi chọn nó viết, bạn biết, ví dụ là trong này có những người làm thơ, những người viết văn, những người các nghệ sĩ nhiếp ảnh, rồi các họa sĩ ở mỹ thuật, rồi các nhạc sĩ thì thế, rồi ngay cả cái văn nghệ dân gian cũng có trong này. 27 hội viên được tác giả Nguyễn Văn Tâm giới thiệu trong tập ký Những người con của núi Hoàng Liên hiện đang sinh hoạt ở các chuyên ngành văn học nghệ thuật khác nhau. Lĩnh vực văn thơ có nhà văn Mã A Lệnh trong tác phẩm Thạch Mã ở Mường Tiên, nhà văn Đoàn Hữu Nam trong tác phẩm Từ Phu Đường đến Nhà Văn, nhà thơ Pờ Xảo Mìn trong tác phẩm Nửa Ngày với tác giả Cây 2000 Lá, tác giả Cao Văn Tư trong tác phẩm Văn Phong Nhà Giáo, nhà văn Mã Anh Lâm trong tác phẩm Rộng Dài Con Đường Phía Trước, nhà báo, nhà thơ Lê Minh Thảo trong tác phẩm Người Cân Đong Tác Phẩm, tác giả Nguyễn Xuân Mẫn trong tác phẩm Người Cựu Chiến Binh Viết Văn, tác giả Nguyễn Văn Cự trong tác phẩm Cháy Sáng Niềm Đam Mê, tác giả Nguyễn Văn Hoàn trong tác phẩm Mộc Mạc Lời Thơ Thắm Thiết Tình Người. Lĩnh vực hội họa có họa sĩ Hiền Lương trong tác phẩm Sắc Màu Vùng Cao Sau Mỗi Nét Cọ, họa sĩ Đỗ Trung trong tác phẩm Đậm Tình Sắc Màu Quê Núi. Lĩnh vực nhiếp ảnh có nhiếp ảnh gia Phạm Gia Chiến trong tác phẩm Thợ Săn Khoảnh Khắc, tác giả Nguyễn Thành Long trong tác phẩm Thong Thả Nguyễn Thành Long, tác giả Thảo Minh Tâm trong tác phẩm Tôi Yêu Bản Sắc Quê Mình. Lĩnh vực văn nghệ dân gian có tác giả Dương Tuấn Nghĩa trong tác phẩm Người Góp Phần Gìn Giữ Bản Sắc Văn Hóa Dân Gian, tác giả Vàng Thung Chúng trong tác phẩm Người Gùi Văn Hóa Dân Gian Vào Trang Sách. Với quan niệm khi tác giả sinh thành được một tác phẩm là phải trải qua quá trình thai nghén trong vui buồn, trong đau đáu nỗi đời để ấp ủ độ chín, mong muốn khi vượt cạn đứa con tinh thần của mình được mẹ tròn con vuông, nên cần được trân quý sức sáng tạo của họ. Ở đó trong mỗi tác phẩm là tâm hồn, là phong cách của tác giả. Nguyễn Văn Tông đã tìm hiểu kỹ về những tác giả mà ông định viết để học hỏi, khai thác tư liệu, rồi thẩm định, đánh giá, nhận xét qua nhãn quan của mình. Sau đó đưa dần vào những trang viết giới thiệu chân dung, mang tính lý luận phê bình. Đối với những chuyên ngành khác thì mà mình là người ngoại đạo ấy thì mình phải học, phải đọc và phải gặp. Ba cái yếu tố đấy, chưa hết là học đã. Ví dụ nhiếp ảnh cũng phải mình học qua những cái cơ bản nhất về nhiếp ảnh, hay hội họa, hay âm nhạc cũng thế thôi, thế thôi. Thế sau đó thì mình đọc thêm các tài liệu về nhiếp ảnh, về hội họa, về âm nhạc. Và cái nữa, sau khi hình thành rồi thì mình phải gặp để trao đổi vừa để nắm thêm về cái cuộc đời họ, và vừa nắm thêm những cái từ ngữ chuyên sâu đối với lại các cái chuyên ngành đó, thì để cho nó viết thế nào cho nó thật chuẩn. Tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm cùng khả năng sáng tạo đa dạng của Nguyễn Văn Tông là sự lan tỏa niềm say mê đến với các đồng nghiệp và thế hệ sáng tác trẻ. Tin rằng trong chặng đường tiếp theo, tác giả Nguyễn Văn Tông sẽ có thêm niềm hứng khởi mới trong hoạt động văn chương, góp phần xứng đáng vào công tác xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai đa dạng, phong phú, giàu bản sắc. Chuyên mục Văn học nghệ thuật số tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.